Anh vốn là một người làm móng tay. Từ trước đến nay em chưa từng hoài nghi điều này. Những thứ này đều là mơ ước 10 năm của anh. Hôm nay em phải tận tay giao cho anh mơ ước này. Mình đã phụ lòng mong mỏi của tiểu quỷ đối với mình. Em thích Tiểu Hạ, em cũng tôn trọng sự lựa chọn của Tiểu Hạ. Em sẽ cất giấu tình cảm với cô ấy vào sâu trong tận đáy lòng. Anh từng hứa với em sẽ bảo vệ cho chị Tiểu Hạ. Giờ em đã làm được gì chưa? Mình đã phụ lòng nhờ giả của Lập Dương. Cháu biết chắc là chú sẽ đến. Tuyệt đối sẽ không thất hứa đâu. Cuối cùng cháu cũng đợi được chú rồi. Người phụ sự tín nhiệm của Dương Quang. Em bây giờ đã rất hài lòng rồi. Mong rằng có thể đối diện với những thứ mình thực sự mong muốn. Tuy rằng giấc mộng này rất ngắn ngủi, nhưng mà đã đủ để nhung nhớ cả đời này rồi. Mình đã phụ tình cảm của Tiểu Hạ. Hoặc có lẽ như ba đã từng nói, nhiều người như vậy đều bị mình làm cho liên lụy. Hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều chịu tổn thương vì mình. Không ngờ rằng mình vậy mà là kẻ bắt đầu một chuỗi đau khổ này. Mình hiểu được nỗi khổ tâm của ba rồi. Chắc là như vậy thật. Chỉ cần một quyết định là có thể khiến cho mọi thứ trở về quỹ tích như ban đầu. Alo, Tiểu Quỷ. Hạo Phong, muộn như vậy rồi anh còn tìm em, suốt cuộc có chuyện gì? Em thực sự cho rằng anh có năng lực làm bếp trưởng của nhà hàng cơm Tây sao? Đương nhiên là anh có năng lực rồi. Hơn nữa, em thực sự mong rằng chúng ta cùng nhau hoàn thành mộng ước này. Anh quyết định rồi. Ngày mai sẽ xin nghỉ làm bếp trưởng ở nhà hàng Trần Gia. Sau đó sẽ chuyển khỏi nhà hàng Trần Gia làm bếp trưởng của nhà hàng cơm Tây. Cùng em kinh doanh nhà hàng mơ ước. Hạo Phong, tốt quá rồi. Hạo Phong, Hạo Phong, anh nói thật sao? Em vui quá đi mất. Mong rằng quyết định này của mình có thể mang đến vui vẻ cho mọi người. Có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất. Hạo Phong, em sẽ cất giữ những ký ức tốt đẹp nhất về anh, giấu vào nơi sâu nhất trong sinh mệnh. Chúc phúc cho hai người. Lập Dương, nhà hàng và ba đều giao lại cho cậu. Anh hai, tại sao nhất định cứ phải chuyển ra ngoài sống? Dù anh thực sự chọn nhà hàng cơm Tây, nhưng cũng có thể ở nhà mà. Chuyển tới chuyển lui phiền lắm. Từ bây giờ anh chính thức giao lại cho em chức bếp trưởng của nhà hàng Trần Gia. Nhớ là nhất định phải tiếp tục kế thừa tinh thần của nhà hàng Trần Gia. Bây giờ em chính là trụ cột của Trần Gia rồi. Đừng cứ ôm truyện tranh như lúc trước nữa. Phải dành nhiều thời gian cho bếp núc hơn. Anh tin rằng em có thể kinh doanh nhà hàng xuất sắc hơn so với anh. Anh rất có lòng tin với em.
Anh yên tâm đi. Ba, con... Hào Phong à, nếu như con đã quyết định như vậy rồi thì cũng không còn cách nào khác. Ba tin con nhất định sẽ thành công. Trước khi đi, ba vẫn phải tặng con một câu. Dù là nhà hàng Trung Quốc hay là nhà hàng cơm Tây thì đều phải khiến cho người ta cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mãn nguyện khi ăn no. Con biết rồi ba. Bảo trọng nhé. Giờ em nói xin lỗi Dương Quang giúp anh. Anh vốn đồng ý với nó sẽ đưa nó đến khu vui chơi, nhưng mà anh còn chưa làm được. Anh nhất định sẽ bù đắp lại cho nó. Sắp tới tìm cơ hội để chúng ta cùng chơi thật vui. Vậy anh đi nhé. Được rồi, chuẩn bị mở cửa hàng. Đã trang trí gần xong rồi. Qua đợt này người của cục kiểm tra chất lượng sẽ đến kiểm tra lại. Nếu như không có vấn đề gì nữa thì chúng ta có thể khai trương rồi. Em cũng đã tìm ra nơi cung cấp nguyên liệu rồi. Chính là ở bến tàu Silibu. Em có quen với ông chủ của bọn họ, có thể giảm giá. Hào Phong, anh thấy sao? Anh cảm thấy thế nào? Em nói được là được. Bây giờ anh định ở đâu? Tìm một khách sạn gần với nhà hàng một chút, như vậy sẽ tiện hơn. Thực ra anh có thể tạm thời ở chỗ của em. Dù sao thì em ở một mình, phòng ốc cũng rộng rãi, nhà hàng phải khai trương, có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Ở được chỗ gần có thể tiết kiệm thời gian. Được thôi, vậy thì theo ý anh. Dương Dương, em đến đưa hàng nè. Cứ để vào nhà kho đi. Ok. Chị Tiểu Hạ, anh hai đâu rồi? Hôm nay anh ấy đã chuyển khỏi nhà hàng rồi. Đang ở nhà yên ổn, sao phải chuyển đi? Nhà hàng cơm tay của tiểu quỷ chuẩn bị khai trương, thử món, tuyển người, ngày nào cũng phải làm việc rất muộn. Anh ấy sợ ảnh hưởng đến những người khác nghỉ ngơi nên chuyển đi rồi. Chị Tiểu Hạ, sao chị không cản anh ấy? Anh ấy đi để hoàn thành mơ ước của anh ấy, chị cản anh ấy làm gì? Tiêu rồi, vậy chẳng phải là Dương Dương càng có cơ hội hơn sao? Dù chị Tiểu Hạ không có hứng thú gì với Lập Dương, nhưng cũng không thể để Lập Dương có cơ hội tiếp cận chị Tiểu Hạ. Không được, lửa gần sơm lâu ngày cũng bén, mình nhất định phải nghĩ cách. Có rồi.
Có chuyện gấp, có chuyện gấp, con xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Con nói cho ba biết, ba đứng ra giải quyết cho con. Đúng rồi ba, hôm nay ba phải ra mặt cho con. Con phải nghỉ việc. Con nói xem đang yên đang lành từ trước gì chứ? Chẳng phải chỉ trong tiệm thôi sao? Là chẳng bận rộn gì. Ba à, là bởi vì trong tiệm bận rộn vậy nên con mới phải từ chức. Bây giờ anh Hạo Phong không có ở đây, một mình Dương 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 chắc là bận lắm, vậy nên con phải đến giúp anh ấy. Con nghe ba nói đây. Ba, con xin ba đấy. Được rồi. Được. Con đừng có nghỉ việc ngay chứ. Mấy món này vẫn luôn lọt top trong bảng xếp hạng của tạp chí của bọn em. Tiếng tăm và độ nổi tiếng đều rất tốt. Anh xem thử đi. Wow. Sự phối hợp mấy món ăn này cũng xa hoa quá, giá cả cũng cao. Anh sợ những khách hàng bình dân không dùng nổi. Phong cách và phẩm vị của nhà hàng cơm Tây là vậy. Nghệ thuật của sự tinh tế này. Muốn ăn cơm bình dân thì có thể đến nhà hàng bình dân. Hơn nữa, anh là bếp trưởng tiêu chuẩn 3 sao do Hiệp hội Ẩm thực bầu chọn. Chỉ với giá cả như vậy mới xứng đáng với cấp độ của anh. Nhưng mà, tin em đi, với kinh nghiệm chủ biên lâu năm ở tạp chí ẩm thực của em biết rõ thực khách cần điều gì mà. Hay là như vậy đi, sau này mỗi tuần chúng ta sẽ ưu đãi số lượng có hạn cho một vài món ăn. Còn có thể khiến cho những khách hàng bình dân cũng có thể nhận được ưu đãi. Anh thấy sao? Cứ thử làm vậy xem sao. Cô ơi, Dư Quang, cháu còn chưa khỏi bệnh sao đã xuống đây rồi? Đúng vậy, sao cháu lại dậy rồi? Cháu dậy rồi đến phòng của chú Hạo Phong tìm chú ấy nhưng không thấy chú đâu. Chú đi đâu rồi cô? Dư Quang à, chú Hạo Phong của cháu đi biến ước mơ của chú ấy thành sự thật rồi. Chắc sẽ có một khoảng thời gian chú ấy không thể trở về tìm cháu. Vậy chú ấy nỡ lòng nào bỏ cháu với cô nhỏ chứ? Dư Quang, cháu đừng buồn. Chú Hạo Phong không phải bỏ rơi cháu, mà là bởi vì nhà hàng cơm Tây của chú Hạo Phong vừa khai trương, có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, vậy nên tạm thời chuyển đi. Chú Hạo Phong bảo cô nói với cháu chuyện thất hứa đi công viên đòi chơi, lần sau chú ấy sẽ đền bù. Dư Quang, cháu muốn đi công viên trò chơi. Như vậy đi, chú Lập Dương đưa cháu đi. Vì hay cuối tuần sau nhà hàng được nghỉ, đi cùng với cô nhỏ nữa được không? Cùng với một đứa trẻ to xác, thật chẳng thú vị gì. Đứa trẻ to xác? Chú đây là một nam tử hán đầu đội trời chân đập đất. Trước đây là giám đốc của nhà hàng Trường Gia, bây giờ là bếp trưởng nhà hàng Trường Gia. Cháu thấy chưa? Chú khác trước đây rồi đấy. Có gì khác đâu, vẫn cứ giành chuyện tranh của cháu đó thôi. Nghe chưa, ngay cả Dư Quang cũng nói con chơi game đọc truyện giống như trẻ con đấy. Không phải đâu ba à con. Chào mọi người, xin chào mọi người. Tôi đến rồi, cậu kéo hành lý đến nhà chúng tôi làm gì? Tôi chính thức tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, cô Lâm Tiêu Tiêu sẽ ở đây làm việc ở nhà hàng Trường Gia. Không cần lương bổng, không cần nghỉ phép, lo ăn lo ở là được. Không được, tôi là bếp trưởng của nhà hàng Trường Gia. Tôi không đồng ý. Cậu bác Trường à, bác Trường, bác sẽ cho cháu ở đây đúng không? Có đúng không? Cháu biết bác thương Tiêu Tiêu nhất. Được rồi, vừa hay anh Hạo Phong của cháu không ở đây, phòng đó còn trống đấy. Cháu muốn ở bao lâu cũng được. Cô xem đi, nhà hàng chúng ta có thêm Tiêu Tiêu, nhộn nhịp biết bao nhiêu, đúng không? Cảm ơn bác Trường, cô kháng nghị. Con và anh hai ở cùng một phòng, ở giữa chỉ ngăn có một cái cửa trượt. Nam nữ khác nhau, làm sao mà ở cùng được chứ? Này, chẳng phải cậu có cửa ngăn sao? Sợ gì chứ? Vậy lỡ như cậu nhìn trộm tôi thì phải làm sao? Ai mà muốn nhìn trộm cậu chứ? Hơn nữa, những thứ không nên nhìn thấy tôi cũng đã nhìn thấy hết rồi. Có gì mới mẻ đâu. Cậu, tôi tốt cực kỳ. Cậu động vào đồ của tôi làm gì? Bây giờ tôi là một phần của Trường Gia, tôi nhất định phải làm chút chuyện gì cậu. Bản tiểu thư đây đặc biệt hạ mình giúp cậu giặt đồ. Cảm động chưa? Giặt đồ cậu biết làm chắc. Này, cậu nói năng kiểu gì vậy? Tôi đây tốt bụng lắm biết chưa? Cậu có biết đồ ngốc như cậu,
đồ này bẩn và khó giặt thế nào không? May mà bản cô nương đảm đang không chỉ giặt đồ cho sạch sẽ mà cũng không làm tổn hại đôi bàn tay mềm mại của tôi, ảnh hưởng đến khí chất đẹp đẽ của tôi. Cậu có khí chất đẹp đẽ sao? Sao tôi không thấy vậy? Cậu có cái gì? Cậu là nhân viên của nhà hàng Trần Gia. Chuyện nhỏ nhặt như giặt đồ này vốn là nghĩa vụ cậu nên làm. Nếu mà cậu đã thích giặt giũ như vậy thì ngày mai giặt luôn rèm cửa khăn trải giường đi. Trần Lập Dương. Này, cậu có thể yên lặng một chút được không? Ngày mai tôi còn có nhiều việc cần làm lắm đấy. Muộn như vậy rồi còn sống, có chút đạo đức nào không? Dù sao thì mai tôi cũng chẳng có việc. Ngày mai tôi có thể ngủ nướng. Nếu như cậu cảm thấy ồn thì dùng khăn nhét vào tai đi, như vậy thì không nghe được gì nữa đâu. Nói cậu ngốc, cậu còn chẳng thừa nhận. Cậu, cậu ở đây giở trò đúng không? Tôi không đồng ý cậu ở nhà chúng tôi nữa. Cậu cũng có phải chủ nhà đâu. Bác Trừng nói rồi, tôi muốn ở bao lâu thì cứ ở. Cậu lo được chắc. Dương Dương à, nhưng mà trong tình huống như vậy sẽ tiếp diễn rất là lâu. Tôi khuyên cậu, cậu nên thích nghi sớm thì hơn. Được. Vậy cậu nói sẽ phải làm sao cậu mới chịu yên lặng? Đơn giản lắm, chỉ cần cậu... Chỉ cần bếp trưởng của nhà hàng Trường Gia đồng ý với tôi, bắt đầu từ ngày mai được đi làm ở nhà hàng, thì bây giờ tôi sẽ lập tức ngoan ngoãn đi ngủ. Được, tôi đồng ý. Sáng sớm ngày mai cậu bắt đầu làm việc. Bếp trưởng nhà hàng Trần Gia nói lời phải giữ lời. Bếp trưởng Trần Gia nói lời chắc chắn giữ lời. Nhất ngôn ký xuất tứ mã đăng truy, quắt tay. Quắt tay hứa hẹn 100 năm không được thay đổi. Tiểu quái thú, cậu đừng có mà quá đáng nhé. Vừa rồi mới quắt tay sao cậu đã thay đổi? Dương, cậu là bếp trưởng Trần Gia. Là bếp trưởng ấy hình như chỉ có thể quản lý gì trong nhà hàng thôi. Bây giờ tôi đang ở trong nhà hát hò. Có điều nào trong gia quy đó trong nhà không được hát hò đâu? Mà cứ cho là có quy định đó thì cũng là do chủ nhà yêu cầu. Mà hình như chẳng có liên quan gì tới cậu. Cậu, muộn quá rồi, tôi phải đi tắm đi ngủ đây. Xem ngày mai tôi xử cậu thế nào. Cô có thể đậm dị hơn chút nữa. Hảo Phong à, anh đã bận cả ngày nay rồi. Hay là về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta thử tiếp được không? Anh không mệt, em về trước đi. Nhưng mà anh đã bận cả ngày nay rồi. Anh còn thiếu chút nữa là thử xong rồi. Dù sao anh cũng ở gần đây, lát nữa anh tự về là được. Em về trước đi. Đây là nhà hàng của hai chúng ta. Nếu như anh không đi thì sao em nỡ đi chứ. Em ở lại cùng với anh. Tôi từng dùng sự bận rộn như vậy để làm tê liệt chính mình, làm mờ đi tất cả những hồi ức liên quan đến tiểu quỷ. Thời gian 10 năm số cuộc đã thay đổi những gì? Sao tôi dường như lại trở về điểm ban đầu? Sự quên đi lần này cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể làm được như thế? Lúc anh ấy còn ở đây đã mơ mộng như vậy. Mơ mộng đến làm cho người ta cảm thấy không chân thực. Bây giờ anh không còn ở đây nữa,
loại đau khổ này thật đến như vậy, thật đến nỗi làm cho những mộng tưởng kia trở nên quý báu thế. Hạo Phong, bây giờ anh ổn không? Trải qua những ngày khổ đau này, thực sự chúng ta có thể quên nhau đi sao? Hạo Phong, đến nơi rồi. Xin lỗi em, anh ngủ quên. Anh thức dậy quá rồi. Lên trên nghỉ ngơi một lát. Một chút nữa em lại đến tìm anh. Anh đi trước đây. Lúc anh không ở nhà, ba vẫn ổn chứ? Khỏe. Bác Trường khỏe lắm. Anh thì sao? Phía nhà hàng cơm Tây thuận lợi chứ? Suôn sẻ cả. Anh về là để thăm ba. Ông ấy khỏe là được rồi. Trường Hạo Phong, vậy anh nói trước đi, em nói trước đi. Hay là em nói trước đi. Phía nhà cơm Tây có nhiều chuyện bận rộn như vậy. Tiểu quỷ vì anh rời nhà đi, một mình lăn lộn ở đây cũng khó khăn lắm. Anh hãy dành thời gian để ở bên cô ấy, đừng phụ lòng cô ấy nữa. Anh biết rồi. Phía bác Trừng, em sẽ chăm sóc cho. Anh yên tâm đi. Vậy em thì sao? Em và Dương Quang ngày nào cũng vui vẻ lắm. Vậy là được rồi. Không có gì. Vậy anh đi trước đây. Bình
thực sự hạnh phúc quá đi. Bảo mình làm gì mình cũng chịu. Dáng vẻ như Dương Như của mình làm bếp trưởng, thực sự đẹp trai quá đi. Anh hai, cảm ơn anh nhé. Mặc dù anh đột nhiên chuyển đi, em cũng rất không nỡ. Nhưng mà không có sự hy sinh của anh thì sẽ không có hạnh phúc của em. Bây giờ mình có thể cuối cùng cũng kéo được khoảng cách với Dương 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 ở cùng nhau rồi. Chúng ta cùng nhau nỗ lực. Dương 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 cố lên, Tiêu Tiêu cố lên. Từ nay không cần ngăn sông cách núi nữa. Cuối cùng mình cũng có thể ngày ngày ngắm đủ rồi. Này, người mới. Người mới nào, ở đâu ra? Không cần nhìn nữa, tôi nói cậu đấy. Tôi sao? Phải, chính là cậu. Này này, Trần Lập Dương, chúng ta quen biết nhau từ thời mặc quần xẻ đũng. Sao tôi lại trở thành người mới? Nếu đã là người mới đến làm việc ở nhà hàng Trần Gia thì đều là người mới. Lấy cái thân phận bếp trưởng nhà hàng để bắt nạt tôi. Được lắm Dương Dương, mượn công trả thù tư, xem tôi xử lý cậu thế nào. Như Lai thường trưởng. Làm gì vậy? Mới ngày đầu đi làm đã muốn bất kính với bếp trưởng. Tôi phạt cậu đổ rác trong vòng một tuần. Cậu sao? Không phục sao? Không phục thì mau về nhà đi. Đừng có ở đây cản trở công việc. Tôi nói cho cậu biết, tôi là tiệm trưởng ở đây. Tôi nói cái gì thì là cái đó. Không đánh thì không đánh, hung dữ như vậy làm gì? Bây giờ bếp trưởng Trần Gia ra lệnh cho cậu, trước khi mở cửa hàng dọn dẹp sảnh chính đi. Nếu như tôi phát hiện có góc nào có bụi, tôi sẽ hỏi tội cậu. Trần Lập Dương, cậu. Tôi tốt lắm đấy. Được. Người đứng trước hiên nhà thì đều phải cúi đầu cả thôi. Nhưng mà tôi nói cho cậu biết, Lâm Tiêu Tiêu tôi không dễ bắt nạt đâu. Chúng ta cứ chờ mà xem. Chị Tiểu Hạ, chị sao vậy? Sao sắc mặt của chị không tốt vậy? Có cần xin nghỉ ngơi một lát không? Không sao. Sắp đến giờ mở tiệm rồi. Tôi dọn dẹp một chút, phải chuẩn bị nhanh lên thôi. Chị Tiểu Hạ, chị không cần dọn sảnh lớn đâu, có người mới lo rồi. Hôm nay chị đến giúp tôi đi, tiện thể có thể luyện tập thêm những gì vừa học được. Tiêu Tiêu dọn ở sảnh lớn có ổn không? Chị yên tâm đi, cô ấy nhiệt tình đến nhà hàng giúp đỡ thì chúng ta không thể phụ tâm ý của cô ấy. Đi thôi, tôi cầm giúp chị. Nếu như em hy vọng mỗi vị khách đến nhà hàng để bọn họ sau khi ăn được những món mà em làm đều có thể cảm thấy vui vẻ, thì đầu tiên em phải truyền tải được những niềm vui và hạnh phúc vào trong những cuộn mì này. Đó là tấm lòng của em. Em có một điều kiện, mong anh hãy làm sư phụ của em. Làm gì vậy? Lại gần anh như vậy làm gì? Xin lỗi nhé, em chỉ muốn xem anh nặng qua thế nào thôi. Em cũng muốn học. Hai vị ăn gì vậy? Cho hai bát hoành thánh. Có ngay. Hai bát hoành thánh, xin mời anh chị đợi một chút. Hai bát hoành thánh nhé. Chị Tiểu Hạ, này. Hai bát hoành thánh. Chào chị, chào cô. Xin hỏi vị khách phòng 2012 còn ở đây không? Xin chị đợi một chút, tôi gọi điện thoại giúp chị. Sao anh không ngủ thêm một lát? Anh không mệt, đã nói là em đến đón anh mà.
Không sao, gần như vậy đi bộ mấy bước là đến rồi. Anh tự đi là được. Anh đấy, bây giờ là vật quý trấn tiệm của tiệm chúng ta. Ăn mặc đi lại khiến cho giám đốc như em cũng phải quan tâm đấy. Bây giờ có thể mời anh buông hết những bận rộn đang làm, cùng em thưởng thức bữa trưa được không? Sắp khai trương rồi, còn nhiều việc, còn chưa chuẩn bị xong, đợi bận xong hẳn hắn nói. Anh chỉ cần phụ trách thử món, chọn thực đơn, còn những việc khác giao cho em xử lý là được. Anh không cần lo lắng. Được thôi. Lập Dương, cô đợi mẹ đến đón con nhé. Lập Dương. Nhà hàng cơm tây của hai chúng tôi cuối cùng cũng sắp khai trương rồi. Mong ước sắp thành sự thật. Vì sao mình lại cảm thấy bình thản như vậy chứ? Hạo Phong, từ nay trở đi, tất cả hạnh phúc em đều cùng anh sẻ chia. Đây thực sự là điều mình muốn sao? Hạo Phong, cạn ly vì nhà hàng của chúng ta nào. Cạn ly. Giống như là đang mơ vậy. Anh rất nhớ em. Thực sự là em rồi. Đúng vậy. Trừ Kiều Chi Hà em, còn có thể là ai nữa chứ? Em biết không, anh thực sự rất nhớ em. Mỗi ngày anh đều sắp xếp cho mình rất nhiều công việc, chính là để không còn thời gian để nhớ em. Nhưng mà anh không làm được. Em rời khỏi anh càng lâu, càng xa, thì anh càng hiểu được rằng em là người phụ nữ anh yêu nhất. Chào buổi sáng. Anh vào nhà vệ sinh một lát. Em là người phụ nữ anh yêu nhất. Đây là chuyện gì vậy chứ? Tối qua không phải Tiểu Hà sao? Sao lại biến thành tiểu quỷ rồi?
Tiếp theo mình phải làm sao đây? Chị Tiểu Hạ, lúc mới bắt đầu được cắt nhanh như vậy, nếu không sẽ cắt không đều đâu. Cứ chậm trước đã, đợi sau khi có cảm giác rồi tăng tốc lên. Hai bát canh hoành thánh, một lòng tiểu long bao, đúng không? Trường Lập Dương, cậu được lắm. Tôi mới không ở đây một lát mà cậu đã tiếp cận chị Tiểu Hạ rồi. Hai người mà tiếp tục như vậy thì chẳng phải tôi không còn gì nữa sao? Tên tiểu quái thú này còn nói không phá hoại. Bây giờ không phải là cậu thành tâm đó sao? Tiêu Tiêu, sao lại chạy ra đây? Ở trong tiệm bị người ta coi thành kỳ đà cản mũi. Em không ra đây chẳng lẽ lại ở trong đó cản trở người ta? Em lại nghĩ linh tinh. Chị luôn xem Lập Dương như em trai của chị. Giữa tụi chị tuyệt đối không thể đâu. Em yên tâm đi, chị nhất định sẽ cố hết sức giúp em tạo cơ hội để em có thể dễ dàng nắm bắt được trái tim của Trần Lập Dương. Chị nói đi nha. Chị Tiểu Hạ, chị với Dương 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 mà cứ gần gũi mãi như vậy thì chị có đảm bảo sẽ không bị cậu ấy làm cho rung động không? Tiêu Tiêu, khi trong lòng của em toàn là Lập Dương thì em còn để người khác làm cho rung động được không? Chị Tiểu Hạ, có phải chị vẫn còn nhớ anh hai không? Hào Phong, anh còn nhớ không? Năm đó lúc anh cầu hôn em, chúng ta nghèo đến mức ngay cả nhẫn cũng không mua nổi. Tiểu Quỷ, lấy anh nhé. Không, nếu đã không có hoa tươi lẫn nhẫn thì làm gì có ai cầu hôn như anh chứ? Nếu mà em đồng ý với anh như vậy, chẳng phải anh hời quá hay sao? Vậy em nhắm mắt lại đi. Nhanh nhắm mắt lại đi. Không được mở ra nhìn trộm đâu nhé. Mở mắt ra nào. Đẹp quá. Bây giờ có nhẫn rồi, hoa cũng có rồi. Em lấy anh nhé. Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em mãi mãi về sau. Chỉ tiếc là chiếc nhẫn đó không thể giữ lại. Tối hôm đó đã hỏng mất rồi. Đó đều là những món đồ của trẻ con. Hào Phong, chúng ta đi mua nhẫn đôi có được không? Để khi nhà hàng bắt đầu làm ăn thì chúng ta sẽ kết hôn. Nhiều năm như vậy rồi, ước mơ của chúng ta cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Chỉ bằng để khi nhà hàng bắt đầu kinh doanh, chúng ta sẽ nói cho mọi người biết tin tức kết hôn. Đợi nhà hàng vào quỹ đạo rồi tính tiếp. Dù sao, ước mơ của chúng ta vừa trở thành hiện thực, còn có rất nhiều chuyện đang đợi chúng ta thực hiện.
Hảo Phong, tại sao anh còn chưa rời khỏi trái tim của em? Là do em không nỡ để anh đi, hay vốn là không cách nào để cho anh đi? Cheers.